Thì trên này chúng ta có thể bấm đây để chúng ta xem đấy là cái điểm tâm kia, các bác có thể nhìn thấy chúng ta đo đang đo cái mét nhé, và một cái nữa thì nó sẽ ra số mét này, 41,4 mét này. Và cái nút ở bên cạnh đây thì chúng ta có thể chọn chế độ để chúng ta đo này, km trên giờ này, đó đây mét này, đó chúng ta đo góc này, đó đây các bác nhé, đó, mét này. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Ok các bác, bình thường chúng ta muốn đo khoảng cách của một điểm thì chúng ta ở khoảng cách 5-10 mét thì chúng ta có thể sử dụng cái thước dây kéo này, đúng không ạ? Và với khoảng cách khoảng tầm 5-70 mét hoặc là 100 mét thì chúng ta có thể sử dụng cái thước đo điện tử này. Nhưng chúng ta muốn đo khoảng cách 1 km hoặc là xa hơn, đúng không ạ? Thì mà chúng ta lại muốn nhìn thấy cái điểm đấy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Thì hôm nay bên em đã có một cái giải pháp rất là hay hỗ trợ cho các bác về cái vấn đề này. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái ống nhòm đo khoảng cách của SNW này các bác nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở ra để khám phá cái sản phẩm ngày hôm nay các bác nhé. Đó, sản phẩm thì nó được đựng ở trong một cái túi đây, với cả cái túi hộ dạng hộp thế này nhé, rất là tiện lợi và rất là gọn gàng. Đấy, phía bên ngoài hộp thì nó cũng khá là chắc chắn để chúng ta sử dụng, đúng không? Mang đi đó, đeo hoặc là cầm tay. Ở phía bên trong thì nó sẽ có một cái dây sạc dạng USB đó nhé. Cái phía sau nữa thì nó sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, đây là toàn bộ cái thân máy đấy, đây các bác nhé. Đấy, nó là một cái dạng kiểu dạng ống nhòm các bác nhé, ống nhòm đo khoảng cách. Thì đây về thì nó sẽ có như thế này, một cái dây để chúng ta cầm vào tay này, đeo vào tay này. Đó, thước đo thì nó sẽ có hai ống nhòm đây, là hai ống này để nó hỗ trợ cho chúng ta vừa nhìn thấy cái tâm điểm chúng ta muốn đo, và nó sẽ có một ở phía dưới này thì nó sẽ có một cái đồng hồ đấy, để hoặc là một cái nó dạng kiểu đồng hồ đấy ạ, để nó đo cái khoảng cách chính xác khi chúng ta nhìn vào đây. Đó, đúng không? Và phía trên đây thì nó sẽ có hai cái nút này, nút này nó cũng dạng kiểu nút bật nguồn, và nút bên cạnh này thì nó sẽ là một cái nút chế độ, thì nó sẽ gồm có các chế độ giống như là đo góc này, đo chiều cao này, đo tốc độ này, khoảng cách này, đo thể tích và đo cột cờ đấy các bác nhé. Và chút nữa thì em sẽ mang cái máy này ra, cái ống nhòm này ra để em sẽ test thử luôn cho các bác xem nó như thế nào. Và ở phía trên đây thì nó sẽ có một cái ống kính thấu kính để cho chúng ta nhìn vào. Đấy, nhìn vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy một điểm, và đồng thời chúng ta sẽ chọn cái lựa chọn cái mà chúng ta muốn sử dụng, đấy, đúng không ạ? Đó, cái chế độ mà chúng ta muốn sử dụng thì trên đây chúng ta sẽ bấm. Đấy, và khi chúng ta bấm cái nút ở phía đây, đó thì nó sẽ đo cho chúng ta nhé. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được cái khoảng cách. Ví dụ chúng ta nhìn một cái điểm nào đó thì nó sẽ ra luôn. Đó, nó sẽ ra luôn cái số mét. Đấy, trong này thì nó sẽ ghi có số mét này, số km rồi tính mét vuông các thứ trong này luôn nhé. Thì chúng ta có thể chọn chế độ đây. Và đây cái thông số kỹ thuật thì của nó đây là sản phẩm là SNW này, SNW. Đó, con này là 600 thì tương đương với lại là 600 mét các bác nhé. Con này nó sẽ đo tối đa của nó sẽ được 600 mét, nhưng bên em sẽ có cung cấp thêm cả những cái dòng là 1 km, nó có thể là 1.000 mét hoặc là 1.500 mét các bác nhé. Rồi, con này thì nó sử dụng cái nguồn điện vào là pin là 3,7 V, tương đương với lại 750 mAh các bác nhé. Đấy, trong này thì nó sẽ có một cái pin sạc, chúng ta có thể cắm cổng sạc vào đây, trực tiếp vào trong đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái sạc USB này, chúng ta cắm sạc vào nhé. Là cái sạc điện thoại bình thường thôi các bác nhé. Đó, sạc 3,7 V thấy chưa? Rồi, ok, đó thì là cái này thực tế thì nó cũng không có một cái gì nhiều để cho chúng ta xem cả, nên là trước nữa thì chúng ta sẽ test thử luôn các bác nhé. Cái này thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta, ví dụ làm ở ngoài địa chất này, đo địa chất, đúng không ạ? Cho các bác nào đo địa chất, hoặc là ví dụ chúng ta muốn đo khoảng cách ở những cái nông trại xa chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ đo ở trên các bác, một số bác thì hay có cái gọi là diện tích đất rừng, đất trang trại nó khá là lớn, đúng không ạ? Chúng ta muốn đo thì chúng ta sử dụng cái này nó khá là phù hợp, tại vì cái khoảng cách đo của nó được khá là xa. Chẳng hạn như ví dụ những cái con máy đo khoảng cách bình thường như thế này thì nó chỉ cũng để đo được từ khoảng tầm 100 mét, đúng không ạ, đến 150 mét thôi. Đấy, thì cái con này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đo với khoảng cách rất là xa các bác nhé. Đấy, thì cái này nó sẽ cũng phù hợp. Đấy, bác nào mà muốn trải nghiệm sản phẩm này thì cứ liên vui lòng liên hệ bên em, và bây giờ thì chúng ta sẽ test thử luôn cái sản phẩm này xem cái nó có hiệu quả hay không các bác nhé. Và chúng ta xem thử nhìn vào trong này thì những cái hình ảnh ở phía trong này nó có rõ hay không, và nó đo có chính xác hay không các bác nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ test thử nào. Ok các bác, đây bây giờ thì em đã đo cho cái điện thoại của em vào trong ống nhòm rồi nhé. Này, chúng ta có thể đo này, phía trên này chúng ta có thể bấm đây để chúng ta xem đấy là cái điểm tâm kia, các bác có thể nhìn thấy chúng ta đo đang đo cái mét nhé. Bấm một cái nữa thì nó sẽ ra số mét này, 41,4 mét này. Và cái nút ở bên cạnh đây thì chúng ta có thể chọn chế độ để chúng ta đo này, km trên giờ này, đó đây mét này, đó chúng ta đo góc này, đó đây các bác nhé, đó, mét này chúng ta sẽ bấm đo. Và nó có cả cái nút zoom lên, nhưng mà điện thoại em đang kê vào trong cái này rồi thì cũng hơi khó bấm, về em zoom thử làm nhé. Đó. Chúng ta có thể bấm zoom lên để chúng ta nhìn rõ hơn. Đấy, và con này có thể đo với khoảng cách là 600 mét các bác nhé. Đấy, 600 mét thì chúng ta có thể đo được rất là xa. Đấy. Ok các bác, bác nào quan tâm đến sản phẩm máy cái ống nhòm SNW bên em để chúng ta dùng để trải nghiệm cũng như là để đo cái khoảng cách xa thì có thể liên hệ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.